Như quý vị có thể thấy trên màn hình, đây là một hình ảnh cũng như là một khái niệm mà vào cuối năm 2021 thì không còn xa lạ gì rồi đúng không ạ? Bitcoin. Thực sự là không quá lời khi mà nói rằng lịch sử của Bitcoin chính là một sự hỗn loạn. Và ngay lúc này thì chúng ta đang được chứng kiến một trong những thời kỳ biến động nhất của đồng tiền này khi mà giá của Bitcoin đã giảm sâu hơn 60% so với mức gần 20.000 đô vào cuối năm 2017. Dù vậy thì những điều không chắc chắn như Bitcoin hay là những đồng tiền mã hóa nói chung sẽ không bao giờ có được sự phát triển một cách thuận buồm xuôi gió. Nhiều người đã thử tạo ra tiền kỹ thuật số được mã hóa trước Bitcoin và họ đã không thể giải quyết được những vấn đề một cách triệt để. Đã có nhiều đỉnh, nhiều đáy giá đã được thiết lập kể từ khi Bitcoin ra đời gần một thập kỷ trước. Và đối với một số chủ sở hữu Bitcoin thì đó là một trong những phần mà quyến rũ nhất của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới này. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi nhìn lại sự phát triển của đồng tiền này. Bản thân Bitcoin chưa từng tồn tại cho đến cuối những năm 2000. Tuy nhiên, muốn tìm hiểu về nguồn gốc của đồng tiền này thì chúng ta phải quay trở lại một vài thập kỷ trước đây. Cụ thể là chúng ta sẽ quay trở lại năm 1982 khi nhà khoa học máy tính David Hume đề xuất khái niệm về ECAS đầu tiên, liên quan tới các vấn đề thuộc quyền riêng tư trong lĩnh vực kỹ thuật số vào đầu những năm 80. Hume đã xuất bản một bài báo có tiêu đề Chữ ký mù dành cho các khoản thanh toán không thể theo dõi, mô tả chi tiết một hình thức mã hóa mới mà theo ông có thể cho phép hệ thống thanh toán tự động mà bên thứ ba không thể xem được thông tin quá trình thanh toán. Vào năm 1990, Chom đã cố gắng hiện thực hóa ý tưởng này bằng cách tạo ra DigiCash. DigiCash là một công ty được thành lập ở Amsterdam với mục tiêu thiết kế ra đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin hiện nay, trực tuyến, an toàn và bảo mật. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, thu hút từ các nhân viên cho đến các quỹ đầu tư mạo hiểm. Thế nhưng sản phẩm của công ty này chưa từng được công chúng biết đến rộng rãi. Vào cuối những năm 90, DigiCash đã bị phá sản. Tuy nhiên, Chom đã khơi nguồn cảm hứng cho những tay chơi trong lĩnh vực mã hóa có tham vọng giống như ông. Năm 1997, Adam Back đã phát minh ra Hashcash, một hệ thống POW bằng chứng công việc được chứng minh là rất giống với những gì hệ thống Bitcoin hiện nay sử dụng. Năm 1998 đánh dấu sự xuất hiện bất ngờ của hai ý tưởng tiền mã hóa. Vào cuối năm này, Weidai đã cho ra mắt một bài luận giải thích chi tiết về ý tưởng B-Money, một loại tiền mã hóa có cách vận hành tương tự như blockchain Bitcoin hiện nay. Hệ thống POW tạo ra tiền tệ bằng cách là giải quyết một phép tính toán học và thông tin về quá trình giao dịch được truyền phát cho toàn bộ hệ thống. Cùng năm đó, Nick Szabo đã đưa ra một đề xuất tương tự có tên là BitGold. Lý do mà Szabo tạo ra tiền tệ thay thế là để có một đồng tiền không cần đến bên thứ ba như ngân hàng trung ương để phát hành hoặc là quản lý. Giải quyết bài toán POW giúp bạn nhận được các bit và bit cuối cùng của chuỗi được sử dụng để tạo ra chuỗi của giao dịch tiếp theo, tương tự như blockchain của Bitcoin. Tuy nhiên, không có đề xuất nào trong số này mang lại thành quả. Trong vòng 20 năm, những dự án tiền nhiệm này đã thử và thất bại. Cho đến năm 2008, Bitcoin xuất hiện. Và tháng 8 năm đó, tên miền bitcoin.org được đăng ký. Hai tháng sau, bản cáo bạch được ra mắt. Bitcoin, hệ thống tiền điện tử ngang hàng peer-to-peer. Tham vọng của ý tưởng trong bản cáo bạch này tương tự với những bản đã có trước đây. Chữ ký số an toàn, không yêu cầu bên thứ ba, POW và việc hash các giao dịch với nhau để tạo thành một chuỗi. Satoshi Nakamoto, một người hoặc một nhóm người ẩn danh, đã viết nên bản cáo bạch về Bitcoin. Quý vị vừa nhìn lại chặng đường đầu tiên khoảng hơn một chục năm của Bitcoin, từ khi ra đời cho đến khi đạt được những kết quả nhất định. Tất nhiên là ở giai đoạn này thì chúng ta vẫn còn rất mơ hồ và người ta phải hỏi nhau, phải tra cứu xem Bitcoin là gì. Nó vẫn chỉ là một thứ vô hình và vài người biết thôi. Còn nếu nói ra thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nhưng trò đùa đó đã có những bước nhảy vọt như thế nào? Hãy cùng tiếp tục nghe câu chuyện của Bitcoin trong những năm đầu của thế kỷ 20. Đầu năm 2009, block Bitcoin đầu tiên được coi là Genesis Block, khối khởi nguyên, đã được đào. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2009, phần mềm Bitcoin phát hành bản cập nhật đầu tiên và 3 ngày sau, giao dịch Bitcoin đầu tiên đã diễn ra khi Nakamoto gửi 10 Bitcoin cho lập trình viên và nhà phát triển Han Fine. Vào khoảng tháng 10 năm 2009, New Liberty Standard đã công bố tỷ giá giao dịch Bitcoin đầu tiên trong lịch sử của ngành tiền mã hóa vẫn còn vô cùng non trẻ, với giá 1 đô la Mỹ tương ứng với 1.309,03 Bitcoin. Nakamoto đã phát hành phiên bản thứ hai của phần mềm hệ thống vào tháng 12 cùng năm.
Khi tỷ giá giao dịch được thiết lập, việc mọi người dùng Bitcoin để thanh toán chỉ còn là vấn đề thời gian. Vào tháng 5 năm 2010, điều đó đã xảy ra. Một lập trình viên tại Laszlo Hanyek ở Florida đã gửi 10.000 Bitcoin cho một người đàn ông ở London để đổi lấy hai chiếc pizza, trị giá tổng cộng là 25 đô la Mỹ. Một năm quan trọng đối với các hoạt động giao dịch Bitcoin đưa đến sự xuất hiện của các sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên trong năm 2010, Bitcoin Market vào tháng 2 và MTGox vào tháng 7. Sluice, mỏ khai thác đầu tiên, cũng đã đào được Bitcoin thành công trong cùng năm. Các mỏ khai thác là nơi một số thợ đào kết hợp các nguồn lực máy tính thực hiện các hoạt động trên hệ thống để được thưởng Bitcoin. Vào tháng 11 năm 2010, lần đầu tiên giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đã vượt mốc 1 triệu đô. Năm 2010 vẫn chưa hết các sự kiện. Tháng 10 cùng năm, lỗ hổng trong giao thức của Bitcoin được phát hiện. Lỗi này khiến cho giao dịch không được xác minh hợp lý, qua đó thì tạo ra 184 tỷ Bitcoin. Giao dịch đã sớm bị xóa và lỗ hổng được giải quyết. Sự ổn định làm tăng giá trị của Bitcoin và cuối cùng thì giá của đồng tiền này cũng vượt qua ngưỡng 1 sen. Tháng 2 năm 2011 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Bitcoin, lần đầu tiên một Bitcoin trị giá 1 đô la Mỹ. Dù ở góc độ tích cực hay tiêu cực thì Bitcoin cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ giới báo chí. Tạp chí Times lần đầu tiên xuất bản một bài viết về Bitcoin. Cùng năm đó cũng có một bài viết trên Gawker mô tả chi tiết về Silk Road, một web đen dành cho thị trường thuốc cấm, nơi Bitcoin thường xuyên được sử dụng cho các hoạt động thanh toán. Chính các bài viết công khai tạo điều kiện để cộng đồng bàn luận về Bitcoin. Vào tháng 6 năm 2011, Bitcoin có giá trị hơn 30 đô la, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10 đô. Cũng trong tháng 6, thì dàn giao dịch MTGox đã phải đối mặt với một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng làm tổn hại đến hàng chục nghìn tài khoản và số Bitcoin của khách hàng. Đây không phải lần đầu tiên sàn giao dịch này phải đối mặt với vấn đề an ninh. Tuy vậy, Bitcoin vẫn ngày càng được nhiều người biết đến, tiền mã hóa ngày càng được quan tâm và điều này dẫn đến sự gia tăng số lượng các altcoin là các dạng tiền mã hóa khác mà các nhà phát triển tạo ra nhằm cố gắng cải thiện các chức năng của Bitcoin hoặc là để dùng cho mục đích khác. Trong năm 2011, Litecoin, hiện là tiền mã hóa lớn thứ 7 trên thị trường, đã chính thức được ra mắt. Vâng thưa quý vị, 10 năm tiếp theo của Bitcoin trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Tôi vẫn còn nhớ vào năm 2008-2009 thì khi đó có một anh bạn của tôi có nhắn tin và hỏi ý tôi là có muốn cùng anh ta mỗi người chi 1 triệu đồng thôi để cùng nhau mua Bitcoin hay không? Và quý vị nghĩ sao về cái lời đề nghị đó ở thời điểm bấy giờ ạ? Tôi nghĩ rằng cũng nhiều quý vị lúc đó cũng sẽ như tôi thôi. Đó có thể là một lời chào tham gia đường dây đa cấp lừa đảo gì đó. Nên là quý vị biết tôi làm gì không ạ? Tôi đã dùng 1 triệu đồng để mua quần áo, phục vụ cho công việc cá nhân. Lúc đó thì thú thực là tôi không biết Bitcoin là gì cả. Và lúc đó tôi cho rằng là mình đã sáng suốt nhờ cái bộ trang phục đẹp trị giá 1 triệu đấy mà mình đã có một vài những cái cơ hội công việc bởi vì mình tự tin với ngoại hình của mình lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ, quả thực nếu mà nghĩ lại thì tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn. Cái cảm giác nuối tiếc của anh chàng đổi 10.000 Bitcoin để mà mua hai cái pizza như lúc nãy thì chắc chắn là không như tôi đâu. Có điều là lớn gấp cả nghìn lần so với lúc này. Vậy thì khi mà có được những mốc giá trị quan trọng Bitcoin tiếp tục có những bước đi như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi hành trình này. Nếu năm 2011 là một năm đầy khó khăn với Bitcoin thì năm 2012 lại khá suôn sẻ. Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Bitcoin trên con đường trở thành đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu thế giới chính là chạm mốc 100 đô vào tháng 4 năm 2012. Năm 2013 chứng kiến sự thăng trầm về giá trị của Bitcoin, nhưng đồng tiền này cũng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 đô la, là đồng tiền mã hóa được công nhận nhiều nhất, có ứng dụng ví hoạt động tốt nhất và đồng thời có mặt phổ biến nhất trên các sàn giao dịch. Và rồi Bitcoin tạm dừng để nghỉ ngơi. Tháng 1 năm 2014, giá Bitcoin lao dốc xuống dưới 1.000 đô nhanh chóng và phải vật lộn dưới ngưỡng quan trọng này trong một vài năm. Một vài sự kiện đáng chú ý đã diễn ra, chẳng hạn như là sàn giao dịch tiền mã hóa MTGox bị phá sản và phải đóng cửa. Trong giai đoạn này, chủ yếu ghi nhận sự tăng hoặc giảm của giá Bitcoin nhưng vẫn không phá vỡ được ngưỡng giá. Tuy nhiên, năm 2017 mới là năm sôi nổi và thành công nhất đối với Bitcoin. Trải qua năm 2016 đầy tuyệt vọng, Bitcoin cố gắng hết sức để quay trở lại. Đồng tiền này cuối cùng cũng vượt qua được mốc 1.000 đô la và tiếp tục tăng. Đến tháng 6 năm 2017, Bitcoin trị giá hơn 3.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, một số người dùng Bitcoin trở nên khá bực bội với hệ thống.
Số lượng thợ đào Bitcoin ngày càng tăng và đồng nghĩa với việc là chi phí giao dịch cao hơn cũng như giao dịch xử lý tốn nhiều thời gian hơn và dẫn đến một số người muốn tăng kích thước block để cải thiện các vấn đề này. Do đó, vào tháng 8 năm 2017, Bitcoin Cash, một hard fork của Bitcoin, đã được sinh ra. Bitcoin Cash hiện là đồng tiền mã hóa đứng thứ tư xét theo vốn hóa thị trường. Trong quãng thời gian còn lại của năm 2017, Bitcoin tiếp tục trên đà tăng. Đến tháng 10 thì Bitcoin đã cán mốc 6.000 đô. Và đà tăng này giúp cho Bitcoin kết thúc tháng 11 với mức giá gần 10.000 đô. Và đến cuối tháng 12, Bitcoin đạt mức đỉnh 19.783 đô la Mỹ cho mỗi Bitcoin. Ngày càng có nhiều người và các doanh nghiệp bắt đầu đuổi theo xu hướng khi giá tiếp tục tăng và cũng không hề ngạc nhiên rằng giá của Bitcoin không còn giữ được đà tăng mạnh mẽ nữa. 2018 là một năm đầy khó khăn đối với người dùng Bitcoin, đặc biệt là đối với những người luôn cho là giá Bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng. Nhiều người xả bán Bitcoin ngay khi họ còn có thể và giá đã giảm dần. Hiện tại thì giá của Bitcoin đang ở mức khoảng 6.500 đô, giảm hơn 65% so với đỉnh của nó vào năm 2017. Vừa rồi là những gì mà Bitcoin đã trải qua và hy vọng là phần tóm tắt của chúng tôi đã giúp quý vị hiểu thêm về đồng tiền số hot nhất hiện nay. Đến giờ thì theo những số liệu mới nhất, giá của Bitcoin tháng 10 năm 2021 đang ở mốc 60.000 đô la Mỹ, một con số rất khổng lồ. Dù trước đó thì Bitcoin đã trải qua rất nhiều những thăng, những trầm, có nhiều người cũng đã nhận trái đắng vì đồng tiền ảo này. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận sự thần kỳ mà Bitcoin đã tạo ra. Có điều, để có được điều thần kỳ thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức từ việc trang bị kiến thức tài chính, kinh tế, nắm bắt xu hướng của thị trường, thậm chí là phải có đủ mối quan hệ để nắm được những thông tin quan trọng. Ngoài ra thì còn cả yếu tố may mắn nữa. Nếu ngày nay mà chỉ ngồi một chỗ và xoa đèn thần thì tôi nghĩ rằng là chỉ làm cái đèn bị mòn đi mà thôi. Và Bitcoin thì cũng không phải thứ mà ai cũng có thể đầu tư nếu như thứ duy nhất mà quý vị có đó là hứng thú. Nội dung trong phần tổng hợp của chúng tôi được tham khảo từ các nguồn thông tin trên Internet. Phải nói rằng rất nhiều người đã bỏ công sức để nghiên cứu và chia sẻ những thông tin về Bitcoin, một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm, và chúng tôi xin được cảm ơn những thông tin đó.